đúng không? Dạ dạ. Này máy này 105. À. Cái gì á? Quay YouTube. Lúa ông chúng quay lịch đại cho ông nè. Đó, đó thấy anh Chí nghe không đó. Chú Gượng nghe. Ờ chú Gượng đó. À. Lúa anh năm nay cũng 900 mà, ngày 900 mấy á. Đồ dữ tời. Nó chúng đủ quá. Chơi. Còn lúa của anh Quốc sản cắt này con cũng 900 mấy luôn, đâu thắt đâu đồng này là đó giờ gì không à. Ờ ghê á. Còn đông xuân thì tháng 3 tháng 4. Ờ. Vậy là năm nay chúng giá anh... có giá không anh? Đây bán được 5,5 chục. Ờ. Giá quá rồi. Dịch bệnh tao không đi mua ha. Ít lái hay gì đâu mà xuống giá dữ không biết. Lái cũng có mà không biết làm sao vậy đó. Lên đài hả? Hay à, lên mạng chứ không có lên đài. Dạ. Lên chiều lên YouTube bấm vô miền tay máy là gặp à. Máy này 105 được cắt gom phú mạnh ha. Ờ, ra điều giải đốt phải không? Đốt cơm không cháy dưới hư bờ đó, ta không có chạy chẳng hạn ta chạy bên nào ra bên đấy nha các bạn. Đó, ham này đứng trong lẻ này mùa này khỏe hơn mùa đông xuân. Mùa xuân thì đuối rồi, anh em cũng biết mùa đông xuân thì dân nghỉ rất là nhiều, dân hứng rồi đó, dân kéo rồi đó, rồi là không nổi nha các bạn. Lúa ở đây thì tầm nãy giờ chủ ruộng anh có nói thì tầm 900 một cân trên công, còn 1,300 anh em ơi. Rồi máy đang vô luôn nha anh em, đang chẻ hai cái cặp đường nước, sợ hư đường nước chạy bên nào ra bên đó các bạn ơi. Đó, sợ chạy rất chỉnh nha. Chạy con này đồ đạc rất là ấm luôn nha anh em, vô cờ gù. Hàm trăm lẻ thì chạy ganh nha, khỏi chơi, sạch sẽ mấy rồi, những ganh này chả là ganh khô, có nước, không có sợ lúng đâu nè, chạy hư thì mình sợ. Chạy hư là gặp mấy cái bà này nào, bơi này đi các bạn.
bồn này là cái bồn này làm bự nên hạt đứng gì mới khỏe. Nói chung mấy cái hạt 100 này là hạt lớn đứng cho nó khỏe, chứ mà để hạt nhỏ là không khỏe đâu các bạn, mệt lắm. Rồi máy kéo. Bờ. Cái anh chạy tốc độ ghê lắm. Để này mà coi anh vô bờ sao anh chạy làm sao ha. Đây máy kéo này heo chiếc 100 luôn các bạn ơi. Đó. Bà đắp. Đất ở đây hơi mềm, em thấy sạch nó còn văng kìa không? Quá chạy anh em ơi, dòng kìa. Cần Thơ mới mở, mấy cái diện này cũng mới mở nha anh em. Đoạn Cần Thơ diện này mới mở. Nó ít máy, khoảng 5 chiếc. Thì có 100, có 93, 70 với con 3D. Nói chung mang cái đồng này là 60 hết rồi các bạn ơi. Rồi, sửa sạc lên dốc nè. Mắt cả cái bụi cây luôn. Cao tại dốc ở đây, nói chung bến cao lên là bờ cao cao không các bạn. Đây, nãy giờ mà đứng bên kia quay cho anh em coi thì nó chơi hơi ngược nắng, màu nó không đẹp. Qua đây quay lại thì nó đẹp hơn chút đỉnh nha các bạn, chứ nó cũng không đẹp gì mấy. Quá nắng anh em ơi, 12 giờ. Đúng 12 giờ trưa các bạn. Con này chạy đầu zin, bởi vì tốc độ của nó thì tầm chung thôi. Chung tiếng hồi 10 không thì vẫn bình thường đối với anh 100 này. Còn nếu mà muốn hơn nữa thì phải làm nhanh lên chút đó, nhưng mà đồ nó mau phá hơn. Nói chung mình muốn nhanh thì nói chung nó hơi hao hụt chút xíu. Số anh em người ta muốn mua về thì muốn chạy nhanh đó, thì sau này người ta sẽ cũ thì sẽ bán lại, người ta làm gì nha các bạn. Vẫn còn zin, đồ zin người ta binh lên đó, như cái máy chiếc này tháo cái mấy cái cốp thông đồ ra, ta gắn vô nữa, người ta bán thì gắn vô nghe nè, nó sẽ mới. Rồi chạy đồ quá chỉnh các bạn. Ở đây thì nào mới kéo ra bờ nấy. Nói chung ở đây nó không gầy, có mưa cũng hơi đúng rồi, dài chút đỉnh chứ không phải là ấy các bạn. Nhưng ở trong mình cắt cứng này cũng hiếm lầy lắm anh em ơi. Con này dưới con 93 trong kia như chung cái gì đâu, một người chạy đầu ngoài, một người chạy đầu trong anh em. Vào chở kình các bạn ơi, không biết cắt khúc nào mà bao quái vào rồi. Bao chở này nè, ghê không, không biết ở đâu mà cắt vòng cái khu này thì bao rất là nhiều luôn. Thì ở đây còn 93 mình chưa quay, chúc mình cho mình quay 93 trong kia cho các bạn coi ha. Rồi thì 100 cắt gần xong rồi, mình cũng chào anh em ha. Rồi anh em nào có liên hệ đặt tem hoặc là mua bán máy thì liên hệ số điện thoại 0386757685, các bạn Zalo của mình với mình. Rồi muốn mua thì mình gửi hình cho coi, còn muốn bán thì gửi hình qua cho mình. Mình là làm mai anh em ơi, như một số anh em thì có máy bán nhưng mà không biết kêu hoài không ai mua đó, với mua giá không được cao ấy gì đó thì gửi qua cho mình ha. Đây ngoài này có con 93 nha anh em, hơi xa ngoài kia thì một chút mình gọi mình quay cho anh em coi con 93 đó. Thôi chào anh em và mọi người ha. Rồi chào các bạn nha, nay mình quay một tem này bên mình, giờ có bán một tem này nha anh em, bộ gì 27 này em cắt số tao đang muốn em cắt tao đang còn thôi, chỗ nào còn đây để xem đi con. Đây cái tay này mình quấn giữ cái chữ keo ra để mình có thể thấy được mấy này, mấy anh bạn mấy đứa gì đó. Mọi anh em nào có số bạn tem thì liên hệ nha. Em cắt tem là như đặt tại chỗ này là dán cắt còn luôn, dùng cắt không này. Em mà muốn dán cắt không thì mình phải mất tiền thôi. Chúng mình ở đây thành một cái xe ngay trong sơn như thế này nhé. Là mình thôi sơn là thành nhiều cái là thành nhé. Tắt không, dán vào luôn rồi.